Giấc mơ em đêm trong tình yêu rất lạ. Giấc mơ tình yêu
tum para. Đẹp tựa như chim thiên nga, trong trắng như thiên thần. Tình cờ em đến bên tôi như một trang phép màu. Con tim đang nghe rung động ngay phút giây ban đầu. Và từng đêm dưới trăng sao, tôi thầm mong ước rằng sẽ thấy tình yêu từ trong những giấc mơ thần tiên. Sẽ thấy giấc mơ êm đềm trong tình yêu rất lạ. Hoài nghi em yêu ơi, xin hãy tin yêu người. Cuộc đời đâu mấy ai hay, mai này sẽ thế nào. Giữ lấy khát khao trong lòng cho trái tim tươi hồng. Và dù mai có ra sao, em còn luôn nhớ rằng sẽ thấy tình yêu từ trong những giấc mơ thần tiên. Sẽ thấy giấc mơ êm đềm trong tình yêu rất lạ. Trắng gió thoáng bay ngang trời, ôi tình yêu diệu kỳ. Em như làn hơi ấm giá rét giữa mùa đông, em như mùa xuân đến mưa thấm hoa ngang trời, ôi tình yêu diệu kỳ. Đã có em trong đời anh giờ chỉ ra lòng đông đến, đã có em trong đời ôi tình yêu đến thật tuyệt vời. Hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi được dịu ấm, hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi đẹp tuyệt vời. Ôi tình yêu diệu kỳ. Qua bao ngày sóng tố nắng ấm lên rồi đây, đôi khi tìm cơn gió gió thích xa trên trời, ôi tình yêu diệu kỳ. Anh đi tìm hạnh phúc có phải đâu là xa, ngày đây mà không giữ nếu mắt đi đâu tìm, ôi tình yêu diệu kỳ. Đã có em trong đời anh giờ chỉ xa lòng đông đến, đã có em trong đời ôi tình yêu đến thật tuyệt vời. Hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi được dịu ấm, hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi đẹp tuyệt vời. Ôi tình yêu diệu kỳ.
tìm cơn gió, gió thích xa trên trời. Ôi tình yêu diệu kỳ. Anh đi tìm hạnh phúc, có phải đâu là xa? Ngày đây mà không giữ nếu mắt đi đâu tìm? Ôi tình yêu diệu kỳ. Đã có em trong đời, anh giờ chỉ ra lành đông đến. Đã có em trong đời, ôi tình yêu đến thật tuyệt vời. Hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi được sưởi ấm. Hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi đẹp tuyệt vời. Đã có em trong đời, anh giờ chỉ ra lành đông đến. Đã có em trong đời, ôi tình yêu đến thật tuyệt vời. Hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi được sưởi ấm. Hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi đẹp tuyệt vời. Ôi tình yêu diệu kỳ.
hoài mà hướng tượng tươi. Và thay là thay gia đình xin chân thành cảm ơn quý vị mình đã đến đây chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho đôi môi chúng ta trăm năm hạnh phúc. Chúc quý khách chung vui vui vẻ. Chúc cô dâu vui vẻ trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Quý vị nâng ly lên ạ. Vui vẻ ơi, nhìn đây tới vui vẻ ơi. Rồi, 2 3 vô. Rồi bây giờ có mấy đứa đại diện mừng không? Xin mời đại diện luôn. Không gì, chúng mình cái gì? Rồi, chúc quý vị mình dùng cái tiền vui vẻ nha con mẹ ạ. Rồi, tóc vui vẻ kìa. Nó sẽ keo lên cho nó. Rồi, bây giờ cô dâu vừa đến mấy vòng tròn, bà đến thay là chúc mừng đề nghị mấy cô gì năng ly nè. Chúc mừng hạnh phúc cho con cháu mình cho hạnh phúc luôn ạ. Rồi, 1, 2, 3, vô. Rồi, chúc cô dâu vừa trăm năm tình yên mãn, bạn nào nghĩ cũng hay ạ. Chúc khách mình dùng cái tiền vui vẻ nha con mẹ ạ.
ta chỉ yêu nhau mà thôi. Hoàng tử của em, ngập ngừng nhìn nhau, ánh
bằng tình yêu đứa đôi. Trong mình mong xa vắng vẫn có em trong đời, dịu em như bông hoa xinh tươi khi đôi môi em cười, tràn ngập cuộc đời này đôi mắt em đi trong trong nỗi nhớ, đôi mắt em ưu tiên lặng im cho anh thêm yêu em, khi đôi mắt em cười nhìn cuộc đời này đẹp bao ước mơ, cho anh thêm yêu em, khi đôi mắt em cười nhìn cuộc đời này đẹp bao ước mơ, cho anh thêm yêu em, khi đôi mắt em sâu bờ môi sẽ xanh sao, hãy đến đây với bầu trời thơ, vai kề vai rồi đêm sẽ tan mau, nuối tiếc giây phút mình bên nhau, nhớ nghe anh tình yêu luôn mong manh, kỷ niệm môi sâu đắng và ta hãy cho nhau một nụ hôn rơi. Chờ đợi vì ngày mai sẽ cô đơn, hãy đến đây với lời yêu thương, nhớ nghe anh tình yêu luôn mong manh, kỷ niệm môi sầu đắng và ta hãy cho nhau. Chồng em dâu biết không, đứng ngồi nói
kính thưa quý ông, quý bà, quý tộc họ nhà gái, hôm nay cũng theo lời dứa của hai họ, bên họ đàn gái có làm lễ xuất giá, trước là để cho con làm lễ gia tiên, bái lấy tông đường những người quá giảng, sau đó làm lễ trình với cấp ông bà cũng như thân tộc bên nội và ngoại còn đang hiện tiền. Và phần thiết lễ xuất giá còn có những phép thông qua phần thiết lễ là phần 1, ông bà nữ chú hôn thắp nhang làm lễ bái gia tiên. Phần 2 là cô dâu gia làm lễ bái gia tiên. Phần 3 là cô dâu làm lễ trình với cấp ông bà cũng như thân tộc bên nội và ngoại còn đang hiện tiền. Và đã trở lại phần trình, xin giới thiệu ông bà nữ chú hôn đến bàn gia tiên thắp nhang làm lễ trình gia tiên. Xin trân trọng kính mời ông bà. Là chồng mày. Rồi cùng phu con nhé. Không muốn dung đức hành trọn đời con thờ trời. Giữ gìn tiết sạch trong danh giá ta tùy anh đi nghe con gái mẹ ngoan mãi kia mốt nó còn đi lấy chồng dầm ngàn thân gái đục trong một lần xe hoa pháo hồng suốt đời khắc ghi trong thân độc. Bây giờ phần làm lễ gia tiên đã xong, tiếp theo là phần làm lễ những người còn đang hiện tiền. Trước tiên là phần làm lễ cho ông Năm, mời cô dâu dân vụ cho ông Năm. Mời ông Năm nhận lễ. Từ ông Năm ơi, nhìn tới ông Năm, nhìn tới đi tiên, Nguyên. Rồi nhận lễ luôn Năm ơi, 100% luôn đó ông Năm. Rồi để tạ ơn ông Năm, mời cô dâu xá hai xá. Rồi cúi đầu cảm ơn ông Năm luôn. Rồi phần làm lễ ông Năm đã xong. Rồi Nguyên đứng sát vô. Rồi cũng có kính thưa thân độc. Phần lễ tiếp theo là phần làm lễ đặc biệt, phần làm lễ cho cha và mẹ những người đã công sinh thành dưỡng dục, mời cô dâu dân dụ. Rồi mời ba trước đi. Ăn cầm đi. Rồi một ly nữa. Ly nữa mời mẹ đi. Mời mẹ luôn. Rồi được, Nguyên đừng thờ vẫn. Như chúng ta đã biết, biển lúc nào cũng giọng thênh thang, nhưng tình thương con càng giọng và thênh thang hơn. Từ lúc chào đời thì chân thành cha mẹ đã nâng niu và chiều mến con. Nay con đã thực sự trưởng thành, cha mẹ đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho con. Và sức y sức giái bên chồng cũng chẳng biết lấy chi đền đáp lại công ơn chân thành dưỡng dục. Mời hai bác nhận ví dụ này để cho con tỏ lòng báo hiếu và đền đáp lại công ơn chân thành dưỡng dục. Mời chú thím nhậm lễ. Rồi sao lễ ba mẹ hai xá để tạ ơn. Từ chậm thôi. Ôm mẹ. Rồi ôm mẹ hôn, ôm mẹ hôn. Từ Nguyên ơi. Thanh Lương. Rồi hôn ba luôn, hôn ba luôn. Ba đây hôn ba luôn. Từ Nguyên. Ôm ba đi vào chậm tao luôn. Để ba buồn. Rồi và phần nghi thức lễ tiếp theo là phần lễ cho dưỡng hai và cô hai. Mời cô dâu dân dụ. Mời dẫn hai nhận lễ. Rồi cầm nó đi nghe. Mời. Rồi mời cô hai luôn. Cũng hết nhà trời. Chưa rồi. Rồi. Ông bà cũng ly cái coi, cũng ly cái cốc coi. À. Rồi dẫn gì dẫn vô đi. Uống đi dẫn hai. Uống đi xong đi. Uống xong đi. Nhậm lễ dẫn hai. Cầm đi ly. Cầm đâu. Dẫn đi dẫn hai cô hai đi. Rồi dẫn tới cô hai ơi. Rồi mời cô hai vui vẻ nghe, dẫn hai vui vẻ luôn. Rồi. Dượng hai rồi. Chúc cho con có đậu của bạn trăm năm hạnh phúc nha. Rồi xá lễ tạ ơn Dượng hai. Cảm ơn cô Dượng hai. Rồi tiếp theo là bằng lễ cho bác Tư ạ. Mời cô dâu dân dụ. Mời bác Tư nhận lời. Cô dâu ơi, xin chào bác Tư. Xin chào bác Tư. Xin chào bác Tư. Xin chào bác Tư. Xin chào bác Tư.
giữ hai ngồi trước kiến được rồi. Mời bác Tư nhà nhầm đỡ luôn. Rồi xác lễ hai xá tạ ơn bác Tư luôn. Rồi xác lễ hai xá tạ ơn bác Tư. Rồi phần làm lễ bác Tư đã xong. Rồi tiếp theo đây là phần làm lễ cho thím 7 và thím 8 phải không? Rồi mời mời hai thím nhận lễ, mời cô dâu lên. Rồi lên lớn trước, dậy trước. Rồi mời thím 7 nhận lễ. Rồi ok, chỉnh luôn luôn. Đứng luôn. Rồi mời thím 8 luôn. Rồi hai chị nhìn tới đây chị ơi. Nhìn tới đi, từ từ lên hai chị. Rồi đẹp lên. Rồi. Rồi, xá lễ hai xá tạ ơn. Rồi cho bà đây, cho bà đây, hai người gặp tôi đây. Rồi, cúi đầu cảm ơn. À, thím luôn, hai thím luôn. Rồi. À, thằng làm lễ hai thím nó xong. Rồi, xong. Dạ, phần làm lễ tiếp theo là phần lễ cho cậu hai, mời cô dâu dân dụ, mời mời cậu hai nhận lễ. Rồi đưa trừ hai đưa luôn đi. Rồi vậy 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 cậu hai ơi, nhìn tới nè, nhìn tới nhìn tới nhìn tới, rồi từ từ nhìn tới đi, để nhắm mắt nè, kìa đưa lên. Rồi sao lại hai xá? Mà nãy giờ có ổng vui chứ bộ? Không vui, có ổng vui mới vui. Rồi cậu hai cho quà. Rồi cúi đầu cảm ơn cậu hai luôn. Cái gì mà đưa tao rồi. Rồi xin giới thiệu phần đất lễ tiếp theo là phần làm lễ cho dì ba, mời cô dâu dân dụ. Mời dì ba nhận lễ luôn. Rồi nhận lễ dì ba. Rồi sao lễ hai xá tạ dì ba. Rồi từ từ dính vô cô dâu ơi, dính vô của dì ba đi con. Rồi nhìn tới. Ba cứng lắm con. Cứng lắm đó mà dính vô cái này. Tao thấy chút nữa mày với mẹ mày cái vụ này tao biết sao, mày nói là cho mày không đó, tao cũng nguy lắm đó nói thật. Rồi nhìn tới đi dì ba. Rồi dì ba cười cười lên cho cháu là đẹp lắm nha. Rồi cuối đầu cảm ơn dì ba nè. À, xin giới thiệu phần lễ theo là phần lễ cho Dượng Sáu và dì Sáu, mời cô dâu dân dụ. Mời Dượng Sáu nhận lễ. Mời dì Sáu trước đi cưng. Mời Dượng Sáu. Rồi cầm nó đang cầm cầm nó đi. Rồi mời dì Sáu. Mời dì Sáu luôn. Từ từ nè Nguyên, nhìn tới Nguyên. Rồi nhìn tới đi chị. Nhìn tới đi anh, để nhắm mắt kìa. Quá xui nghe. Rồi dì vô Dượng chặn ly luôn. Rồi tạ ơn dì Dượng Sáu lễ hai xá. Đưa dì Sáu lên đi. Chào Nguyên, chúc cho anh nhìn tới đi anh. Rồi nhìn tới nè, rồi đưa lên. Rồi cuối đầu cảm ơn dì Sáu luôn. Đây tiếp theo phần lễ là phần lễ cho cậu Bảy và mở Bảy à. Mời cô dâu dân dụ à. Cậu Bảy trước luôn. Mời mời cậu Bảy. Rồi mời mở Bảy luôn. Rồi ông bà cũng ly cái luôn. Rồi nhậm lễ luôn. Hey, cái cạn ly luôn, cạn ly luôn. Rồi sao lễ hai xá. Chú mày chịu đi chú mày. Chú bắt tiền đi đâu? Rồi, bảy rồi. Từ từ Nguyên. Rồi cuối đầu cảm ơn luôn. Rồi cảm ơn. Cậu Tám nhận lễ luôn. Tám ơi, nhìn tới đây anh. Rồi cứ đưa cho anh Tám ơi, nhìn đây anh Tám. Rồi. Rồi nhận lễ luôn cậu Tám ơi. Trăm trăm luôn. Rồi viên có rồi cậu Tám cô dâu rồi. Rồi. Cuối đầu cảm ơn cậu Tám trước đi. Rồi tạ ơn cậu Tám hai xá luôn. Tiếp theo phần lễ là phần làm lễ cho dì Út à. Mời cô dâu dân dụ. Dốt chứ đi, dốt chứ. Mời dốt nhận lễ. Rồi đưa bên đây luôn. Rồi bên đây luôn. Từ từ dẫn nó đi dốt nè. Đứng xích vô nguyên rồi, nhìn tới đi dốt nè, nhìn tới nè. Nhìn tới đi chị. Rồi từ 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 lên chị, từ từ nữa nha. Rồi, cho đẹp. Rồi, sao lại dốt hai xá tạ. Rồi, cuối đầu cảm ơn dốt cái nữa luôn. Đấy, cứ lẽ. Rồi, cuối đầu cảm ơn luôn. Rồi anh hai đứng sát cái luôn, anh hai đứng sát cái luôn chưa? Rồi mà ra vụ đi anh hai cái đi. Rồi mà anh hai nhận lễ luôn.
Vui chưa? Mời mời chị hai luôn đi. Mời chị hai luôn. Vô cầm đi vũ đi, chụp hình cái này cho bạn này rồi. Chị thấy con gái ơi. Con gái. Rồi mời anh chị nhận lễ, nhậm lễ luôn. Rồi, còn ai nữa? Để xem. Mời nguyên mời anh chị hai luôn. Anh nhớ rồi đây. Có con ngồi được. Anh chị rồi đưa anh chứ đi giờ mà đi vậy luôn, đi vậy luôn. Thì chị đi vậy nhìn tới nè. Rồi hai anh nhìn tới hai anh. Rồi cái đứa đẹp rồi đó. Đúng rồi. Rồi mời chị hai nhậm lễ. Dễ đẹp. Rồi anh chị cho quà cháu em luôn. Từ từ nghe đưa tên tôi đừng có hồng sợ nha. Chị đi nghe chạy. Đừng có hồng sợ nha. Cảm ơn anh chị luôn. Rồi cô ơn em. Tự đi luôn. Cái đó là rồi mời. Từ từ chị mới tới đi chị. Rồi nhìn tới đi chị em đi chị. Cũng kính thưa thằng học bên họ đêm nay và cô dâu đã hoàn tất cái phần nghi thức lễ gia tiên và phần tạ ơn ông bà bên nội cũng như bên ngoại và phần lễ ở đây con xin tuyên bố là kết thúc và con cũng xin là kính mời thân độc bên nội bên ngoại đúng 7 giờ sáng ngày mai đến đây để đưa cháu về bên chồng đồng thời mình về bên họ nhà trai dùng cái tiệc vụ liên quan uống cạn ly mừng để mừng cho hai họ kết nghĩa thông gia và mừng cho bé Nguyên và Văn Hoa được chọn đời bên nhau trong hạnh phúc và buổi lễ ở đây cũng xin tuyên bố kết thúc. Cảm ơn đi Văn cái gì rồi Văn luôn. Mẹ thương bao con thân gái đột trong làm
chẳng là con mang trong dạ ẩm trên tay, làm sao không thương cho được. Con của mẹ nay là con người khác, biết có được cưng chiều hay cực khổ lòng đông. Làm mật đến khi loài chim quên lối bay.